Em chào cô, chào các bạn. Em tên là Phạm Đức Vừa, học sinh 4A, trường tiểu học Trường Lộng, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Hôm nay em xin giới thiệu sản phẩm của em với tên là mô phỏng hệ mặt trời ạ. Sau đây cách lập trình ạ. Ở trong dự án có các nhân vật nào? Dự án của các nhân vật là mặt trời nè, trái đất nè, sao Hỏa với cả gì rồi mặt trăng nè, với cả sao Sinh Vương nè, sao Thổ, sao Thủy nữa ạ. Các hành tinh có hoạt động như thế nào? Có chuyển động gì? Mặt trăng thì trái đất canh với cả với cả quả sao Thổ chạy bình thường. Các hành tinh nào xoay tròn và hành tinh nào đứng yên? Ngô là xung quanh hệ mặt trăng ạ, mặt trời ạ. Mặt trời thì đương nhiên các Vâng. hành tinh thì sẽ quay xung quanh mặt trời, đúng không? Bạn có thể trình bày cách làm để chúng ta vẽ được quỹ đạo hình tròn này, rồi cách lập trình để các nhân vật hành tinh chuyển động quay xung quanh mặt trời. Rồi bạn chia sẻ cách làm. Cách làm thì các sao Hải Vương có sự kiện lấy khi bỏ vào lá cờ xanh với cả vào chuyển đồng lấy đi tới lấy sơn mặt trời với cả đặt hướng cách bằng với cả lấy vấn mạnh của các phép toán qua lấy với lấy với ngẫu nhiên từ 1 đến 360 với cả con vào điều kiện lấy cái khối liên tục với cả vào chuyển động lấy xoay không nhìn 0,6 0,6 ạ. Sau khi cũng tương tự như thế nhưng mà khắc mối chiều xoay đấy cả tất cả con bao chiếc các hành tinh như thế nữa. Trên đây ghi thuyết trình là của em. Vâng, cô và các bạn copy cho em. Cảm ơn cô và các bạn khi lắng nghe em. Làm thế nào để bạn vẽ được các quỹ đạo hình tròn? Con cô là con vào trang phục ạ. Và trang phục xong bạn vẽ như thế nào? Con lấy dấu dòng để đếm bao nhiêu ô xong rồi là con xong rồi con ấn vào vào cái chỗ mà
làm hình tròn, xong rồi là con tương tự làm về những quả khác rồi. Trong quá trình làm bài bạn có gặp khó khăn gì không? Có gì không? Làm bài con khó khăn nhất là con làm cái này ạ. Khi con đang làm tự nhiên, theo con, theo chủ con là quế. Xong rồi là con không biết làm cái gì luôn. Cái playlist tool này ạ. Con không biết làm cái gì. Nếu có thêm thời gian thì bạn có muốn sáng tạo thêm ý tưởng gì nữa không? Nếu mà còn thời gian thì con làm thêm mấy cái ngôi sao, cái cách à một cái tên lửa. Bạn có muốn chia sẻ điều gì nữa không? Không ạ. Tôi cảm ơn Vượng. À, cô mời Thu Hà góp ý cho bài của bạn Vượng nào. Em thương cô là em muốn bạn chỉnh sửa sao thổ cho nó hoàn chỉnh hơn ạ. Ừ, đúng rồi, cái nhân vật sao thổ của mình này nó rất là không ổn đúng không? Con có thể xóa những cái nét này đi hoặc là con xóa hẳn cái nhân vật này đi, con thêm lại để cô gửi lại hình ảnh. Con nhắn cho cô là cô gửi hình ảnh ở trên nhóm rồi đấy, mình có thể tải lại hình ảnh và mình sẽ tạo lại cái nhân vật sao thổ này chứ không thể để như này được nhá. Thế còn về cái cách diễn đạt, cô mời Nam Phong nào. Nam Phong có góp ý gì nhỉ? Con thưa cô là con có góp ý là bạn cho thêm nhiều hành tinh hơn nữa, trái đất và sao Ừ, ở đây đã đủ 8 hành tinh chưa? hỏa. 8 hành tinh chưa? Chưa. Chưa đủ 8 hành tinh. Và cái nhân vật trái đất này này, tại sao nó lại nằm ở trong mặt trời đấy? Đấy, Thì tức là cái mặt cái quỹ đạo của trái đất nó nhỏ quá đúng không? vâng. Hoặc là rồi ở trong bài của bạn, cô mời Linh Đan góp ý tiếp nào. Con thưa cô là ở trong bài của bác, con thấy có một cái vầng trắng ở bên ngoài mà nó không đúng quỹ đạo ạ. Là sao thổ. Đúng không? Cái phần sao thổ này này. Sao nó lại có cái phần màu trắng này? Bạn Đức Vượng cần thêm vẽ lại sao thổ nhá, mình sẽ thêm. Mình sẽ xóa cái hình sao thổ này đi xong mình thêm lại. Và cái phần trang phục này mình thêm lại hình ảnh sao thổ. Phần trang phục ở bên góc bên trái đây này. Thêm trang phục nhá, xong xóa cái trang phục số 1 đi. Đấy. Thế còn về cách diễn đạt thì bạn còn nói vấp đúng không? Nói chưa được lưu loát, chưa rõ ràng đâu. Thì Đức Vượng cần phải luyện tập nhiều hơn nhá. Ví dụ như làm trước bài thuyết trình thì mình phải luyện trước, mình phải luyện tập trước. Chứ cô thấy rằng có thể là con chưa chuẩn bị kỹ đâu. Ở nhà đã luyện tập chưa? Chắc là chưa đúng không? Rồi là luyện luyện tập mấy lần rồi? Con người tưởng mới có được một lần. Mỗi được một lần rồi á. Hôm trước cô nói là ngày nào mình cũng phải luyện tập đúng không? Mỗi ngày mình sẽ dành khoảng thời gian là 5 phút hoặc 10 phút để mình trình bày. Có thể đứng trước gương này, đứng trước bố mẹ này, anh chị em của mình để mình giới thiệu cái bài của mình. Sao cho nó trôi chảy hơn nhá. Rồi nhiều cái phần cô chưa nghe rõ cái nội dung mà con muốn diễn đạt. Chưa nghe rõ lắm đâu thì con nói chậm rãi, nói rõ ràng ra. Nó to hơn nữa nhá. Đấy thì mình cần lưu ý hơn về cả về phần thuyết trình lẫn cả về cái bài dự án của mình. Mình có thể sáng tạo thêm, ví dụ hôm trước cô hướng dẫn sáng tạo cái phần ngôi sao, mình thêm các ngôi sao nhấp nháy này, rồi là thêm tàu vũ trụ hoặc là phi hành gia này, tên lửa này. Đấy. Mình sẽ bổ sung thêm cái phần tính năng sáng tạo đấy nhá. Rồi